về cái cuốn chiếu đúng không ạ? Đầu tư cuốn chiếu. Yeah. Thì bây giờ cái trường hợp này nó cũng gần tương tự như vậy. Yeah. Thì mình muốn hỏi ý kiến của Bảo Ngọc là ví dụ như bây giờ anh Duyên mới nhập căn này, yeah, thì anh đã xác định từ đầu là tất cả những các phòng là hầu như là phải full nội thất tất cả ngay từ đầu rồi. Yeah. Như nãy anh Duy có chia sẻ là anh lấy một nửa trang bị nội thất và một nửa nhưng anh còn đang chờ đúng không ạ? Thì nếu như theo cách tính toán như vậy á, thì cuốn chiếu Bảo Ngọc thấy là nó có khả thi không? Tại vì cái giá đầu vào nếu theo như mình tính toán 18 phòng khu nội thất thì một phòng đâu đó trung bình 3,6 triệu 3,7 triệu gì đó, mà nếu mà và cái giá phòng mà trống thì anh Duy cho mình hỏi là giá đầu ra anh lấy trống là bao nhiêu, và cái hợp đồng mà khi mà anh ký với chủ nhà thì anh đã tính khu nội thất rồi thì trong đó ghi điều khoản đề cập là có chi tiết đầy đủ từng món tổng là bao nhiêu không? Dạ, thì cái này anh Huy trả lời cái phần của anh trước đi. Thì là anh Huy có hỏi là cái trong cái hợp đồng với chủ nhà thì cái phần đề cập anh Huy làm với chủ nhà như thế nào đúng không ạ? Sau đấy thì em sẽ trả lời thêm cái phần câu hỏi chính của anh á. Phải là mình muốn hỏi Duy là về cái ngay kiểu cái dự trù ban đầu á, Duy tính toán là tất cả mọi thứ là sẽ phải là full nội thất hết và có nghĩ tới cái hình thức cuốn chiếu hay không, từ đó là suy ra trong hợp đồng rồi Duy soạn với chủ nhà là có đền cọc là như thế nào. Rồi em chào anh Huy. Thì cái căn này á mình cũng đàm phán luôn với chủ nhà là mình làm xong hết nội thất trong vòng khoảng tầm 15 ngày. Thì nội thất hết bao nhiêu á thì mình sẽ có cái bảng sao kê tài sản, thì mình cứ sao kê và có hóa đơn đầy đủ rồi mình bàn giao lại cho chủ nhà thì bao nhiêu tiền thì ghi ra một cái giấy riêng rồi hai bên ký vào, thì chủ nhà cũng sẽ làm một cái bảng sao kê tài sản như máy lạnh bếp của chủ nhà thì hết bao nhiêu tiền rồi chủ nhà sẽ sao kê lại cho mình và hai bên ký nhận tài sản với nhau. Rồi trong cái hợp đồng á, thì mình sẽ ghi đó là ví dụ như chủ nhà lấy trước 2 năm đầu á, thì là đền 100%, còn năm thứ 3 trở đi á, là khấu hao 20% tiền đất của mình đầu tư. Ok, thì không biết là cái câu hỏi đó thì đã ok cho anh Huy, tức là anh còn câu hỏi nào cho anh Duy không ạ? Vâng, thì theo cái câu trả lời của Duy thì mình hiểu là Duy ngay từ đầu là đã dự toán tất cả là sẽ là full nội thất đúng không ạ? Cái này á, tại vì là cái phần cuốn chiếu thì nó chỉ là cái phương án để tối ưu nguồn vốn thôi. Còn khi mà anh đàm phán với chủ nhà thì dù là anh có tính toán cái phương án là mình đầu tư cuốn chiếu hay không thì mình vẫn sẽ nói chuyện với chủ nhà và mình làm hợp đồng với chủ nhà theo cái phương án là mình sẽ đầu tư toàn bộ nội thất, bởi vì chủ nhà họ không có kiểm soát cái việc là ngày đầu tiên mình vào nội thất hay là đến năm thứ hai mình mới bắt đầu vào nội thất. Đó thì cái mà làm hợp đồng với chủ nhà là nếu như mà chủ nhà họ bàn giao nội thất cơ bản và mình tính toán là mình phải thêm những cái nội thất full nội thất vào thì mình sẽ phải tính toán luôn với chủ nhà như lúc nãy anh Duy nói là cái tài sản của mình là bao nhiêu, và trong 1 đến 2 năm đầu nếu mà chủ nhà họ đòi nhà thì họ phải đền cho mình là bao nhiêu phần trăm, ví dụ 100% chẳng hạn. Sau 2 năm trở đi thì sẽ khấu hao là 20% hay 10% một năm. Đó thì tùy thuộc vào cái thời hạn thuê của mình, chứ không phải là nếu như mà anh đầu tư cuốn chiếu thì anh sẽ làm hợp đồng với chủ nhà một cách khác đâu. Đấy, theo như mình lúc đầu mình cũng nghĩ như Ngọc á, vâng, ra là mình nếu như mình để tính được cái giá đầu ra thì mình phải dự trù được cái đầu vào của mình là bao nhiêu, thì mình mới tính được cái đầu ra là khoảng 60%. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Thế thì để tính được cái đầu ra đó thì đầu vào mình phải dự trù là ok, mình sẽ quyết định là đầu tư thẳng 18 phòng đó là có nội thất. Vâng. Thì mình mới ra được cái giá là 45 triệu kia. Yeah. Như vậy nếu mà tính như vậy thì coi như mình xác định đã đầu tư được thích thì mình chơi một lúc này từ đầu luôn chứ mình đâu có cuốn chiếu được nữa. Không, thì khi mà anh dự toán á, thì dự toán chi phí anh phải dự toán mắc, tức là dự toán tối đa. Còn cái doanh thu á, thì anh dự toán tối thiểu. Đó, thì nếu như mà trong cái quá trình anh làm mà anh đã dự toán là chi phí tối đa mà anh đầu tư cho cái căn đấy nội thất tổng là khoảng 200 triệu chẳng hạn, nhưng mà trong cái quá trình mà làm thực tế anh chỉ cần đầu tư có 100 triệu thôi nó đã full rồi. Tức là có những cái khách mà họ không yêu cầu nội thất, họ thuê một cái mức giá rẻ hơn một chút nhưng mà họ không yêu cầu nội thất thì càng tốt cho anh chứ đâu có đâu có tổn hại gì đâu ạ. Thì nếu như cái này cuốn chiếu có dành cho, một là tối ưu vốn, hai là nếu như anh không có đủ 200 triệu chẳng hạn, thì anh có thể là anh đầu tư ban đầu 100 triệu nội thất vào một nửa cái căn đấy, sau đấy anh bắt đầu anh sale phòng, sau đấy sale hết một ví dụ 10 phòng đầu tiên chẳng hạn, anh thu được tiền của khách về, anh lấy cái tiền đấy để anh đầu tư tiếp cái nội thất của 10 căn còn lại, hoặc là 10 căn thì anh sale có nội thất thì cái giá cao hơn, còn 10 căn kia là sale cái giá không nội thất thì giá rẻ hơn chẳng hạn, dành cho những cái khách mà họ không có nhiều điều kiện tài chính, hoặc là họ có sẵn đồ rồi họ không cần nội thất. Thì đấy là cái cách thức mình làm thôi, chứ còn đâu phải là anh tính toán thì anh phải làm 100% theo tính toán đâu. Nếu mà anh bỏ ra ít hơn cái số ban đầu anh dự toán càng tốt chứ sao anh. Đồng ý, mình đồng ý là có cái là tại vì mình thực tế thì mình cũng chưa làm, nhưng mà tại vì cái này mình suy nghĩ thôi. Ví dụ như là cái hợp đồng lúc ban đầu mình ký với chủ nhà là nó có điều khoản định tổng, không ạ? Thì cái tổng số tiền phải đền đó là bao nhiêu á, thì lúc đó mình phải là đã mua nội thất rồi mình mới có hóa đơn chứng từ để mình nói với chủ nhà chứ. Giờ cái hai phần, một phần là đền cọc, là mình phải xác định rằng những cái nào á, mà nó dính vô tường á, dính luôn mà mình không thể nào khó tháo gỡ, ví dụ như là mình cái bếp, cái toilet, mình sẽ dự trù cái đó và mình đưa vô trong hợp đồng, đó là một ý đó mình sẽ đưa vào. Và cái phần mà cái đó mình có thể rằng là làm luôn hoặc là làm sau khi mà có khách cần, nếu như chủ nhà họ đòi hỏi phải làm liền thì mình có thể làm luôn cũng được. Còn thêm một phần cuốn chiếu thứ hai trong thuê cho thuê đó, đó là về nội thất. Ví dụ anh chị làm thuê cho thuê mình có 20 phòng đi, thì mình sẽ set up khoảng chừng 5-10 phòng, 5 phòng trước cũng được, để cho nếu như mà mình có 5 loại phòng, phòng 15 m², phòng 20 m², phòng có gác gì đó, mình sẽ set up đủ những cái loại phòng đó. Mỗi loại phòng mình có đến 3 căn 5 căn, mình sẽ làm một loại thôi, và mình sẽ chụp hình và mình sẽ post lên để mình bán. Khi mà khách tới á, khách book phòng rồi á, sẽ tiếp tục có hai trường hợp xảy ra, một là khách sẽ book luôn cái phòng mình đã set up, hai là khách tôi muốn giảm chi phí, tôi không muốn tủ lạnh, tôi không muốn giường ngày nọ, tôi thích nằm nệm đất thế nào cái nọ đó, thì mình sẽ qua một phòng trống và mình sẽ nhận cọc của khách và mình sẽ bắt đầu mới mua những cái thứ mà khách đó họ cần. Thay vì phòng setup mình setup đủ thì 5 triệu, giờ khách này giờ tôi chỉ muốn 4 triệu thôi, tài chính của tôi được có 4 triệu thôi, thì anh chị không cần bỏ giường cho tôi, không cần bỏ cái này cái nọ, máy giặt của tôi hay ví dụ vậy đó, cũng là một cách đầu tư cuốn chiếu. Nghĩa là mình sẽ dự trù trong đầu mình là khi mà mình setup hết 20 căn phòng này, mỗi căn phòng là khoảng gần 30 triệu, là khoảng 600 triệu, nhưng mình chỉ làm khoảng chừng 5 phòng mẫu thôi. Như các anh chị thấy bán đất bán nhà cũng vậy á, những cái nhà mẫu một cái khu đô thị, một cái giống như anh Tâm á, anh đang đi khảo sát ở bên Úc nè, là người ta sẽ làm cho mình khoảng chừng như nãy mình nói là 3 loại nhà hoặc 5 loại nhà, những cái loại nhà trong cái khu đô thị đó, hoặc là những cái phòng trong thuê đó, có bao nhiêu mình làm đúng mẫu đó thôi. Và bắt đầu có người mua nhà rồi á, giống như các anh chị thấy khi mà mình ở bên Mỹ, Canada đó, mình đi mới khảo sát đó, những cái builder bên đó họ gọi là builder là nhà xây dựng, nhà thầu á, chủ đầu tư đó, thì anh Tâm cũng đang dẫn các anh em bên bất động sản Úc đang đi khảo sát đại loại như vậy. Thì khi mà có người đặt cọc là họ mới bắt đầu xây. Còn mình làm thuê cho thuê thì nó quá đơn giản rồi, mình đã biết được giường chiếu tủ mình mua ở đâu xỉ lẻ rồi đó, chỉ cần họ đặt cọc tôi chỉ cần cái giường, tôi không cần máy lạnh tủ lạnh, đó là anh chị bắt đầu mua về và lắp vô, thì nó sẽ giảm được cái chi phí đầu tư của mình. Khi mình đầu tư ra, mình chỉ cần là khách họ vô cái là mình lấy cái tiền cọc của khách là mình đi mua luôn, đó gọi là một hình thức dạng đầu tư cuốn chiếu, gọi là hình thức là đầu tư cũng ít dùng vốn. Thường những anh chị mới ra kinh doanh á, đa số bản thân mình cũng vậy thôi, lấy phòng xong rồi tôi phải làm cho phòng nó đẹp, tôi phải thế này thế nọ, còn kinh doanh vậy á, ra rồi phải tôi phải mua cái bàn cái ghế này, nhưng đến một hồi khi mà anh chị làm nhiều rồi đó, sẽ tối giản hết mọi thứ luôn, tối giản hết mọi thứ về tiền vốn cũng như về cái trang trí. Như nhà hàng, mình có từng làm nhà hàng rồi, bắt đầu mình mới vô cũng vậy, mình muốn là khách phải có cái bàn này đẹp, đèn đuốc phải thế này, rồi bếp phải thế này, phải mà anh chị mà càng kinh doanh đầu tư mà anh chị càng tỉ mỉ á, anh chị càng bị áp lực những điều đó làm mình rất là mệt. Nên quay câu lại câu trả lời của anh Huy Bùi mới hỏi á, thì mình nói rằng là trong tất cả các loại hình đầu tư kinh doanh luôn, hãy nghĩ đến mô hình là cuốn chiếu và dùng cái tiền của khách hàng họ đặt cọc cho mình á, để mình dùng cái tiền đó và mình đi mua những cái đồ mà khách họ cần. Rồi vấn đề mà cách mình tính toán cái đồ đó ra giá tiền như thế nào á, bước một á, là anh chị hãy đi khảo sát để biết được rằng cái khu vực đó thu nội thất là mấy triệu, lấy ví dụ 5 triệu đó. Bây giờ nếu như không có tủ lạnh thì còn bao nhiêu, đó là công thức 10 tháng cái gì ha, công thức 10 tháng là nếu như cái tủ lạnh đó mà là 3 triệu thì bây giờ khách họ không cần tủ lạnh thì anh chịu giảm họ xuống 4,7 triệu, có nghĩa là sao, là 300.000 một tháng, 10 tháng là 3 triệu đó là mua được cái tủ lạnh đó. Bây giờ một cái phòng không có tủ lạnh là 4,7 triệu, bây giờ khách họ nói là ừ tôi cần cái tủ lạnh thì anh chị sẽ lấy khách họ là 5 triệu, tại vì anh chị mua toàn 3 triệu, anh chị tính là đúng 10 tháng là anh chị lấy lại vốn của tiền tủ lạnh đó. Thì anh Huy hình dung được cái cách cuốn chiếu đó. Ok, cảm ơn Quang Lê trả lời câu hỏi đó.